Ok, mình bắt đầu học nhá. Câu 26. Nào các em cùng comment đáp án cho thầy xem nào. 26. Khi C5H12 tác dụng với tỷ lệ 1.1. Khi C5H12 mà tác dụng với tỷ lệ 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclor thì là anh nào? Bây giờ thầy mới bắt đầu chữa này. Đấy, chúng ta học hóa thì mình học kiểu bản chất nhá. 2,2 dimethyl propan thì propan là anh này. Đúng chưa? Đây là 2,2 dimethyl propan. Vậy mình có này, hoặc là thế vào đây, vào đây, vào đây, vào đây là bốn anh này như nhau nên chỉ thu được một sản phẩm. 1, 1, 1. 2 metin butan. Butan là anh này. 2 metin đây. Đấy chưa? Vậy mình có trục đối xứng này. Và anh này thu được 1, 2, 3, 4 sản phẩm. Mà đây là 3 sản phẩm. Loại tiếp. Pentan C. Pentan là anh này. Khi thế mà mình có trục đối xứng này. Clo thế vào đây hay thế đây như nhau này. 1, 1. Thế vào đây hay thế đây như nhau. 2, 2. Thế đây là 3. Vậy đúng được 3 sản phẩm chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Rất tốt, lại tình Phạm Bát Đức. Thầy sẽ chỉ đọc tên 3 bạn nào comment được đáp án đúng nhất và ngay lập tức thôi nhá. Thầy chỉ đọc tên 3 bạn nào comment được đáp án đúng nhất và ngay lập tức thôi. Hello. Mình sang câu tiếp theo, câu số 27 nào. Câu số 27 các em comment nhanh đáp án để xem nào. Kết luận nào nêu dưới đây là sai? Kết luận nào nêu dưới đây là sai? Thầy nhắc lại. Nào, thầy đang chờ đợi những cái đáp án đầu tiên từ các em. Kết luận nào nêu dưới đây là sai? Hello. Hello, các em comment đáp án thật nhanh 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 vào nhá. Và kiểm tra xem là bạn nào comment sai. Như Hoa đầu tiên, Nguyễn Thùy Dương. Hello Nguyễn Thái Hà, rất tốt. Rất rất nhiều bạn đang share video live trên này về tưởng. Các em chú ý là Phạm Đạt, Hướng Thành, rất tốt. Sai nhé, các chất là đồng phân của nhau thì có tính chất khác nhau. Chưa chắc. Các chất là đồng phân của nhau thì phải có chung công thức phân tử. Cái này luôn đúng. Đồng phân là những chất có thành phần phân tử giống nhau nên khối lượng phân tử bằng nhau. Các chất có phân tử khối bằng nhau phải đồng phân nhau. Thế thì ở đây sai nhất là phân tử khối bằng nhau phải đồng phân nhau là sai. Tại vì tại sao? Ví dụ nhé. Anh C2H6. Sorry. Anh C2H4O2 với anh C3H8O đều cùng bằng 60, nhưng mà không phải là đồng phân với nhau. Mình sang câu tiếp theo, câu 28 rồi các em. Câu 28. Ai comment sai học đến 2 giờ sáng kinh quá nhờ. Ở link đề này em inbox cho fanpage nhé. Ở cái link đề này các em cứ inbox cho fanpage. Mình cứ chữa hết được cái tờ Ancan này thì buổi sau mình sẽ sang Ancan. Buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu sang Ancan nhé các em. Các em có đồng ý buổi sau mình sang Ancan không? Nếu đồng ý buổi sau sang Ancan thì giơ tay cái, vỗ tay cái. Hello. Xin chào các bạn và tất cả các em đang theo dõi livestream của thầy. Những bạn nào mà đang đi ngủ thì hãy dậy ngay để theo dõi livestream thầy chữa tờ Ancan. Những bạn nào bị lag thì cầu khẩn cho mạng của bạn ấy không bị lag nữa. Đấy. Wow. Các em nhanh tay share lại video livestream của thầy về tường để chống trôi, chứ không là tí nữa là nó trôi mất nha. Hello. Phạm Văn Đức D, lại tình D. Nữa nào em? Thầy đang cần nữa. Hello. Bống An, vỗ chân, tốt. 28 nha. 28 nha. Thầy sẽ chỉ đọc tên 3 bạn comment. Thầy chỉ đọc tên 3 bạn comment thôi. Đầu tiên thôi. Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ. Sai. Ví dụ như CaC2 sao? Nó không thể là hợp chất hữu cơ được, loại. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu liên kết cộng hóa trị. Cái này đúng. Chào Vinh Thị Tâm. Các em phải học mạnh mẽ lên. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon, anh này đúng. Phân tử hợp chất hữu cơ. Phân tử hợp chất hữu cơ đều có chứa nguyên tố carbon, đúng. Có thể có hydro một số nguyên tố khác. Câu này cũng đúng. Khi bị đốt hợp chất hữu cơ thường cháy sinh ra khí carbonic, cái này chắc chắn đúng. Mình có B, C, D, E đều đúng. B, C, D, E đúng. Vậy đáp án đúng, mình đáp án C. Chúc mừng tất cả các bạn. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án đúng, đáp án D. Mạng bị giật không xem được. Thế thì xem lại tường em ạ. Nhưng mà nếu mà em mà không xem trực tiếp thì hơi bị tiếc, bởi vì ở đây thì chữa rất nhiều. Chứ lại nếu mà để hôm khác mới xem cũng hơi khó. Wow, 101 bạn đang theo dõi video livestream thầy rồi. Các em nhanh tay xem lại về tường nhá.
sau đó tag tất cả các bạn của em vào đây, bởi vì thầy biết rằng là có rất rất nhiều bạn biết rất muốn được theo dõi các buổi livestream trực tiếp của thầy nhưng mà lại không có thời gian. Và cũng nhân tiện tại đây thì thầy nói là những bạn nào ở Hà Nội, ở địa chỉ Hà Nội thì ngay lập tức nhé, những bạn nào ở Hà Nội thì ngay lập tức inbox cho thầy để bởi vì thầy chuẩn bị mở một lớp off, mở một lớp off ngay tại Hà Nội để mà dạy cho tất cả các bạn học sinh, giúp đỡ cho tất cả các bạn học sinh ở Hà Nội không bị mất gốc về hữu cơ. Rất tốt đúng không? Đấy, các em nhanh tay comment nha. Hello. Tiếp nhé. Chào Nguyễn Thị Dung. Chào Nguyễn Nhật. Hướng Thành. Đấy, những bạn đang comment rất là đúng đáp án. Rất tốt, rất rất tốt. Mình có này, số đồng phân cấu tạo của C4H10. Thầy vẽ nhé. Thầy vẽ được số đồng phân cấu tạo của C4H10 này. C4H10. C4 này. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok. Vậy là có 2 thôi ạ. Chỉ có 2 đồng phân thôi. Vậy C4H10 có 2. 2, 2, 2, 2, không lại thằng nào. C4H9CL. Em nhìn nhá. Cờ lo đi cắm này. 1. Và đây như nhau. Bởi vì giống nhau. Được chưa? 2. Và đây, đây như nhau. Tại vì giống nhau. Có trục đối xứng mà. 3 này giống nhau nhá. Vậy là 3, 3, 3. Và anh này là anh số 4. Vậy C4H9CL có 4. Vậy là 2 vứt, 3 vứt, 5 vứt, đáp án đúng đáp án B. Rất tốt, rất nhiều bạn comment đáp án B, thì nhìn thấy rồi. Rất rất tốt. 93 bạn đang theo dõi video livestream thầy ơi. Có mẹo nhanh, mẹo nhanh của thầy ở trên YouTube. Ai phương pháp 345248 nhìn phát C4H9CL là biết ngay có 4 luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thầy đang chữa cho chúng ta, thì chúng ta đang chữa trực tiếp với nhau nên thầy sẽ chữa chúng ta theo kiểu đúng kiểu hiểu bản chất. Và sang câu tiếp theo, câu số 30. Đấy, hôm nay mình đi chữa làm sao cho đến khoảng độ tầm câu 70, câu 80 các em nhé. Nên là các em nhanh tay xe lại về tường thằng tác các bạn các em vào trong video livestream này. Mình sang câu tiếp theo, câu 30. Và thì biết rất rất nhiều bạn đang yếu hữu cơ. Một trong những luận điểm của thuyết cấu tạo hóa học do Bulerov đề xuất năm 1862 có nội dung là các tính chất không phụ thuộc vào thành phần phân tử mà chỉ phụ thuộc vào cấu tạo hóa học. Tính chất của các chất không phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. Tính chất các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. Tính chất các phụ thuộc, tính chất các chất chỉ phụ thuộc vào thành phần phân tử, không phụ thuộc, cái này sai này. Không phụ thuộc phân tử, sai tiếp này. Không phụ thuộc vào thành phần phân tử cấu tạo, sai này. Phụ thuộc thành phần phân tử cấu tạo hóa học, C. 30C chính xác. Nguyễn Thái Hà đúng, Hướng Thành đúng, rất tốt, rất rất tốt. Phạm Mạt Đức đúng. Mình sang câu 31 nhá. Công thức phân tử của anh An Cam chứa 12 nguyên tử hydro trong phân tử. Công thức phân tử của anh An Cam mà chứa 12 nguyên tử hydro trong phân tử. Thế chúng ta phải nhớ công thức tổng quát của An Cam là gì? CnH2n cộng 2, các em nhớ lưu lại về tường nhá. Công thức phân tử của An Cam là CnH2n cộng 2. Được chưa? Thế vậy thì với các công thức phân tử là CnH2n cộng 2 này thì ta sẽ có là 2n cộng 2 bằng 12, suy ra n bằng 5. Vậy công thức của anh An Cam nó phải là C5H12 các em ạ. Đáp án đúng mình là đáp án C. Được chưa ạ? Mình sang câu tiếp theo, câu số 32. Câu số 32. Các chất có số đồng phân tương ứng là 2, 4, 7, 8. Nguyên nhân gây ra sự gia tăng số lượng đồng phân trong các chất này là? Nguyên nhân là gì? Chúng ta để ý nhé. C4H10 chỉ có carbon và hydro thôi thì là 2. C4H9CL thì là 4. C4H10O thì là 7. Và C4H11N thì là 8. Vậy là do là gì? Do khối lượng phân tử khác nhau, sai. Số nguyên tử lần lượt tăng lên, sai. Mà là gì? Sự khác nhau bán kính cũng phải, mà hóa trị nguyên tố thay thế làm tăng thứ tự liên kết được các nguyên tử trong phân tử. Đáp án đúng của mình là đáp án B, bỏ. Đúng rồi, dễ, nhiều câu dễ mà. Mình sang câu tiếp tục, câu số 33. Đấy, các em phải comment đáp án nhanh tay lên, nhanh nhẹn lên. Hello. Xin chào các em. Thầy đang bị chặn ở khá nhiều nhóm nên là các em giúp thầy share lại video livestream về tường nhé, không là nó trôi mất. Share về tường để chống trôi. Thầy đang bị chặn khá nhiều ở trong các nhóm đấy, nên là chỉ có một cái cách này để mà
có thể tiếp cận được với các em, có thể giúp đỡ được các em trong cái kỳ thi để cho các em học giỏi môn hóa hơn về phần hữu cơ. Vậy thì biết là hữu cơ đối với các em thì khá là khó đúng không? Đấy, rất rất khó đối với các em. Nào mình tiếp tục. Mình tiếp tục nha. Sang câu 33. Metan, Nguyễn Thị Thùy Dương, ok, Hướng Thành, ok, Phạm Thị Thủy Vân. Metan được điều chế từ phản ứng nào sau đây? Vôi tối sút được. Nung vôi tối sút ở nhiệt độ cao. Nung CH3CONA trong vôi tối sút ở nhiệt độ cao đúng chứ, nung vôi tối sút không được gì. HCONA thì không ra được metan đâu. Thằng này nung nhiệt độ cao không ra được gì. Đáp án đúng của mình là đáp án A. À, được chưa? Lục Trung Đức đúng. Câu 34. 34 nào. Đốt cháy một anh hydrocarbon mà thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Dĩ nhiên sắp thi học sinh giỏi hóa thì càng phải vào đi học. Đốt cháy một hydrocarbon thu được số mol CO2, số mol nước gấp đôi số mol nước gấp đôi số mol CO2. Thế là gấp đôi thì cứ còn số mol CO2 là 1 thì số mol nước là 2 gì? Vậy thì có là NC chia NH có phải bằng là 1 chia mấy nhỉ? 2 x 2 phải là 4, 1 chia 4. Vậy công thức của nó phải là CH4, chỉ có anh nào thôi. Dễ. Quá dễ, bà Tư Dễ, Nguyễn Thanh Hà đúng, Ngọc Trân đúng, Luận Quỳnh đúng, rất tốt, rất chính xác. Nguyễn Thu Kiều đúng. Sang câu 35. Câu 35 nào các em. Câu 35. Hóa học hữu cơ thì luôn nghiên cứu cái gì? Luôn nghiên cứu cái gì? Đây là phần những cái phần mà kiến thức mất gốc nhé. Tất cả các em lớp 11 bị mất gốc hóa hữu cơ đều có thể vào đây, thầy vừa chữa bài tập, thầy vừa dạy lại cho chúng ta luôn. Câu 35. Hóa học hữu cơ nghiên cứu gì? Phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể sống phải. Các hợp chất trong thành phần cơ thể không phải tất cả các hợp chất thành phần có chữ carbon. Cũng được. Nhưng mà không phải là tất cả, bởi vì nếu tất cả thì nó cả vô cơ rồi. Đa số hợp chất của carbon và dẫn xuất của chúng đúng. Đúng chưa? Câu 36. Liên kết hóa học chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là loại liên kết nào sau đây? Chúng ta biết thừa nó liên kết gì nhỉ? Cộng hóa trị quen rồi. Đúng không? Câu 37 cho các phát biểu sau. Câu 37 cho các phát biểu. Wow. Thật là nhiều phát biểu, làm câu này mới phê các em ạ. Làm câu này mới phê, bây giờ thầy mới chờ đợi. Thầy lại đọc tên ba bạn nào comment đầu tiên. Đáp án câu 37. Thầy thích, thầy rất rất thích chữa những câu như này. Hello, xin chào các em. Các em nhanh tay xem lại về tường trong tất cả các bạn của em vào trong video live stream nhá. 105 bạn đang theo dõi video live stream thầy rồi. Các em nhanh tay xe lại về tường, xong rồi tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream của thầy. Hello. Lục Trung Đức. Ui làm nhanh thế, cứ bình tĩnh các em ạ. Cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh nhờ. 37 đáp án gì? 37 đáp án gì nào? Bây giờ quan trọng với chúng ta là 37 đáp án gì? Mình xem bây giờ là câu 37 đáp án gì mới khó. Chưa thấy bạn nào comment nhanh tay em ạ. Xong rồi khẩn trương share lại về tường, tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream đấy giúp thầy. Tag tất cả, tất tần tật. Nào câu ý A, đây hỏi phát biểu đúng nhé. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ đều liên kết với nhau, liên kết với nhau không theo một trật tự xác định. Không theo một trật tự xác định là sai chứ. Theo một trật tự xác định, A sai rồi. Liên kết trong nguyên tử carbon với nguyên tử phi kim trong phân tử hợp chất cơ là liên kết cộng hóa trị. Được, B đúng. Các chất cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo gọi là những chất đồng đẳng của nhau. Cùng công thức phân tử nhưng khác nhau công thức cấu tạo là phải là đồng phân. C sai, mình có A sai, C sai. Thằng nào có A, thằng nào có C loại. A, C này. A, C loại này. Được chưa? Tiếp tục nha. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi đồng phân. Đúng, B, D đúng rồi. E, E. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau thì được gọi là đồng đẳng. Hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 được nhưng có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau được. E đúng. F. Công thức cấu tạo cho biết thứ tự và cách thức liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử đúng. Axit acetic và etin acetat là đồng đẳng của nhau. Thằng này không phải đồng đẳng của nhau. Sai. Đồng đẳng hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 cơ. Vậy ta có G sai. Vậy đáp án đúng mình đáp án. Quá dễ đúng không? Thái Lâm Cấm Ngọc. Ok. Hello.
rất khó đúng không? Mình sang câu tiếp theo, câu số 38 các em nhé. Đấy, các em rất hay chết vào những câu lý thuyết. Và ở đây thì giúp đỡ cho chúng ta đúng 100% lý thuyết. Học thầy Minh chắc chắn đúng 100% lý thuyết các em. Chắc chắn luôn. Đấy. Học thầy nó bá đạo như vậy. Nào câu 38, thầy đang chờ đợi những comment đầu tiên của câu 38. Thầy đang chờ đợi những comment đầu tiên của câu 38. Hello. Câu 38. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác? Phát biểu nào sau đây chưa chính xác? Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử. Các chất là đồng phân của nhau thì cùng công thức phân tử. Đúng. Tính chất của chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. Được nhỉ? Các chất có cùng công thức phân tử là đồng phân nhau. Sai. Xê sai. Đúng chưa? Phạm Mạt Đức. Ok. Hoàng Tấn đúng. Nguyễn Hiền đúng. Chính xác. Câu 39. Câu 39. Cho các câu sau. Cho các câu sau. Các em chú ý nha. Lịch live stream cố định. Lịch live cố định của chúng ta là vào 21:15 tối thứ sáu hàng tuần. Các em lưu ý nha. 21:15 tối thứ sáu hàng tuần. Câu 39. Những câu đúng A, B, C hay D. Công thức đơn giản nhất cho biết tỷ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất. Đúng. Công thức phân tử cho biết tỷ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất. Cũng cho biết. Đúng. Công thức phân tử cho biết số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất. Đúng. Được chưa? Từ công thức phân tử có thể biết được số nguyên tử và tỷ lệ. Đúng. Để xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải biết khối lượng mol của phân tử đó. Đúng. Nhất thiết phải biết. Nhiều hợp chất có công thức đơn giản nhất trùng công thức phân tử. Đúng. Về đáp án đúng mình phải là đáp án C. 39 phải là gì? A, B, C, D, E, F. Tất cả các chất trên. Thì C nhá các em nhá. Câu 40. Câu 40. Câu 40. Khi đốt cháy metan rất tốt. Những cái bạn mà đã comment đáp án ấy và dám nói về ý kiến bản thân thì rất tốt, rất là tuyên dương. Nhưng mà các em cố gắng comment thật nhanh hơn nữa, nói cái ý kiến của mình thật nhanh hơn nữa để mà thầy để thầy có thể đọc tên được các em ở trong cái lúc mà thầy chữa nhá. Mỗi câu thầy sẽ chỉ đọc tên ba bạn thôi. Câu 40. Khi đốt cháy metan trong khí clo, có nghĩa là tròn CH4 tác dụng với lại CL2 sinh ra muội đen, sinh ra muội đen và một chất khí làm quỷ tí bẩm hóa đỏ. Sản phẩm phản ứng là muội đen do lại đốt cháy. Đáng nghĩa là nó phải tạo thành gì? Muội đen ở đây chắc chắn là carbon và khí làm quỷ tí hóa bẩm chắc chắn là HCl. Phản ứng này quá dị đúng không? Vậy là đáp án đúng chúng ta là đáp án B cơ. 40 mình phải là B. Muội đen, muội đen là carbon, khí làm quỷ tí hóa bẩm chắc chắn là HCl. Câu 40. Một Diễm Quỳnh tốt, Phạm Quỳnh Vân tốt, Nguyễn Thị Thùy Dương tốt. Các em comment thật nhanh nữa lên, comment thật nhiều nữa vào. Bởi vì thầy chỉ đọc tên ba bạn comment đầu tiên thôi. Luận Quỳnh tốt, Đăng Khôi tốt, Công Nguyễn tốt. Bây giờ mình sang tiếp câu 41 nha. Câu 41. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít argan sinh ra 2 lít CO2. Nãy giờ em đi ăn cơm, có thể ăn được mấy bát rồi thầy còn chưa được ăn cơm cơ. Đấy, các em giúp thầy xe lại về tường đi, còn thầy giáo của các em và còn chưa được ăn cơm, chưa được ăn bất kỳ một cái gì hết mà đã phải ngồi ở đây live stream của em rồi. Thầy còn vừa đi dạy lớp off về nói khan cả tiếng rồi đây. Đấy, tiếng cực kỳ đau, họng cực kỳ đau nhưng vẫn cố gắng live stream cùng các em. Làm gì có ông thầy nào được như này nữa. Đúng không? 2K2 ở đâu về hết đây theo dõi thầy dạy live stream nào. Let's go, đúng không? Hello. Nào. Bốn mươi mốt đốt cháy hoàn toàn 1 lít ancan sinh ra 2 lít CO2, thế thì chắc chắn anh này là C2 đúng chưa? Nhưng nó là ancan em nhé, anh này là C24 này, ancan nó phải là CnH2n+2 cơ, nên anh C24 này loại này, thấy chưa? Anh này C3 mất rồi loại này, anh này 1, 2, 3, 4 loại tiếp này, vậy nó phải là C2, vậy đáp án đúng là đáp án D. Ok, câu 42. Đấy rồi ạ. Oh, thank you, cảm ơn các em. Đấy, cái sự ủng hộ nhiệt tình của các em và comment đáp án của các em.
Đại cương kim loại, thầy sắp rồi nhá. Cố lên. Vào trễ nhưng vẫn học được em ạ, Khánh Linh. Em share trong tác tất cả các bạn. Những bạn nào vào trễ thì share trong tác tất cả các bạn vào đây. Share lại video này về tường thì chốc là các em xem lại được với bạn Full HD nhá. Khánh Linh không có vấn đề gì cả. Đề hydro hóa hỗn hợp C6 và C38. Tỷ khối hỗn hợp sau phản ứng so với trước phản ứng. Thế chúng ta chú ý này. C2H6 mà đề hydro hóa, vậy là tách thì nó tạo thành C2H4 cộng H2. Anh này là C3H8 thì tạo thành C3H6 cộng H2. Vậy là mình nhìn thấy thế này. Đầu tiên là hai khí, sau đó tạo thành bốn khí. Vậy là N trước nhỏ hơn N sau. Đúng chưa? Và do N trước nhỏ N sau mà M trước bằng M sau. M giữ nguyên nhé. Thì mình sẽ có là phân tử khối của thằng trước sẽ phải lớn hơn phân tử khối của thằng sau, dẫn đến D trước phải cao hơn D sau. Được chưa? Hay nói trước là hỗn hợp sau, tỷ khối hỗn hợp sau phải thấp hơn so với khối với lại thằng trước. Đáp án đúng đáp án B, thấp hơn. Để lưu ý nha. Để kết luận được ngay. Câu 43. Hôm nay chúng ta cố gắng chiến đấu thật trâu chất để kết thúc cái phần ancan ngày hôm nay ở đây. Có 208 câu thì để cố gắng chữa ông ta được nhiều. Xem là cái nếu mà các em mà chiến đấu cùng thầy thì ta cố gắng đến câu 100 rồi mình mới nghỉ. Đấy, thầy đang like đây này. Sau đó rồi là buổi sau là mình sang ancan luôn nhá. Ancan cũng nhiều vấn đề để nói lắm. Nhưng mà bây giờ các em xe thật nhiều để hơn được gần 200 bạn thì thầy sẽ cố gắng, thầy sẽ like cho chúng ta đến hết 100 câu. Trong câu châu chất rất là kinh điển. Nào câu 43. 43 nào. Số chất không phải hợp chất hữu cơ. Nào. Bao nhiêu chất trong này không phải hợp chất hữu cơ? Nào đếm thử nào. Phạm Bát Đức tốt. Công Nguyễn tốt. Nguyễn Thị Thùy Dương tốt. Lục Trung Đức tốt. Đâu rồi? C4 hợp chất hữu cơ. 1. CO0 vớt. HCO có. CaC2 không vớt. CO2 không vớt. H2CO3 không vớt. CH3CO3 lấy mấy? 1, 2, 3. Chỉ có 3 thôi. Đáp án đúng của chúng ta, nó là đáp án gì? B các em ạ. Hello, B các em. Câu 44. Một ancan nó công thức đơn giản nhất là C2H5. Công thức đơn giản nhất là C2H5. Vậy công thức phân tử của nó phải là C2H5 tất cả N lần. Mạch carbon không phân nhánh. Được chưa? Thế thì C5 tất cả N lần thì nó có thể là C4H10. Đây là C4 đủ rồi, H10 đủ rồi. Mạch carbon không phân nhánh. Không phân nhánh là anh này không phân nhánh. Anh này phân nhánh vượt. Anh này vượt hết đúng không? Chỉ có anh này là 4 thôi. Đáp án đúng đáp án này. Chào Phạm Văn Đức. Chào Phạm Đạt. Oh sorry. Câu 43, cảm ơn Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức nhìn tinh đấy, không phải hợp chất hữu cơ, mắt thì lé. Không phải hợp chất hữu cơ là có 1, 2, 3, 4. Sorry các em. Câu 43 không phải hợp chất hữu cơ thì phải là C4. Cảm ơn Phạm Văn Đức nha. Phạm Văn Đức đã cố gắng nhìn giúp thầy. Thầy vừa xem lại rồi. Cảm ơn tất cả các em. Cảm ơn Phạm Văn Đức bảo thầy. Thầy mắt lé đấy. Thầy chưa kịp nhìn đấy. Câu 45 nào. Câu 45 nào. 45. Cho Al4C3 tác dụng với nước thì tạo thành sản phẩm là sau đây. Hello. Al4C3 mà tác dụng với nước thì tạo thành sản phẩm nào sau đây bây giờ nhỉ? Al4C3 mà tác dụng với nước thì tạo thành sản phẩm nào sau đây? Al4C3. Ok, thầy vừa chữa lại rồi. Hello. Al4C3 tác dụng với nước tạo thành sản phẩm nào sau đây? Anh là Hoàng Tuấn, Hoàng Tấn tốt, Phạm Đạt tốt, Hướng Thành tốt. Al4C3 tác dụng với nước thì tạo thành AlOH3 lần cộng CH4. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. À. Những phương trình rất hay thi nhé. Mình lưu ý ấy. Câu 46. Hydrocarbon X có công thức phân tử là C5H12. Khi tác dụng với clo thì tạo thành một dẫn suất mono clo duy nhất. Thì em bây giờ thầy dạy cho em một cái mẹo nhỏ nhé. Để chúng ta phải làm nhanh chứ bây giờ mà viết hết bọn này thì chết.
Thầy dạy các em này, một hydrocarbon mà tác dụng với clo tạo thành một dẫn xuất monoclo duy nhất để tạo thành ít sản phẩm nhất nhá, để tạo thành ít sản phẩm nhất khi và chỉ khi nó phải đối xứng cao nhất, nó phải đối xứng cao nhất. Nó mà đối xứng cao nhất ý, thì mình nhìn này, anh này thẳng dài không phải đối xứng cao nhất, anh này thẳng dài không phải đối xứng cao nhất, anh này không này, mình test thử anh này luôn này. CH3 4 lần C, 1 2 3. Đấy gì? Đúng không? Chỉ thế đây, đây đây đây, bốn này như nhau. Vậy đáp án đúng, mình đáp án D. Dễ không? Vậy câu 46 mình đáp án D. Phạm Mắt Đức tốt, Hoàng Tấn tốt, Nguyễn Thị Thùy Dương tốt. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 47 nè. Câu số 47. Hãy chỉ ra điều sai khi nói về đặc điểm cơ bản của các hợp chất hữu cơ. Hãy chỉ ra điều sai khi nói về đặc điểm cơ bản hợp chất hữu cơ nào. Trong này sai gì? Hãy chỉ ra điều sai. Nào. 47. Ancan là một hydrocarbon. Đúng không các em nhỉ? Đúng không? Công Nguyễn tốt, Phong tốt. Bạn nào nào? Đấy, các em giúp thầy xe thật nhanh video live stream lên trên tựa. Tag các bạn, các em vào trong video live stream. Câu 47. Nào. Sai nhé, mình lưu ý. Ancan và hydrocarbon nó đúng. Hiện tượng đồng phân là rất phổ biến. Hiện tượng đồng phân rất phổ biến. Cái này mình chưa chắc chắn. Số xóa carbon trong hợp chất có giá trị không đổi. Tùy, sai. Hóa trị carbon trong hợp chất hữu cơ là không đổi, cái này đúng. Hiện tượng đồng phân rất phổ biến, đúng. Số xóa hóa carbon trong các hợp chất có hóa trị có giá trị không đổi là sai. Xây dài. Rất tốt, Nguyễn Thị Thùy Dương, Hồ Hữu Hòa. Câu 48. Propan cháy trong oxy tạo ra khí carbonic và hơi nước. Theo phương trình phản ứng thì giờ thầy viết propan là C3H8 nhé, cháy trong oxy thì tạo thành khí carbonic là CO2 cộng với hơi nước là H2O. Anh này 3CO2, 4H2O này. Theo phương trình phản ứng thì cân bằng phương trình 3 x 2 là 6, 6 cộng 4 là 10. Đúng chưa? 10 chia 2 thì bằng 5. Nếu mà mình xem nhé, 1 lít oxy thì phản ứng vừa đủ với 5 lít propan là sai. Nếu thằng này là 1 thì thằng này là 1 x 1 chia 5 là bằng 0,2 cơ. Vậy A sai. Được chưa? 1 lít carbonic tạo ra từ 3 lít propan. 1 lít thằng này thì được tạo ra từ 1 x 1 chia 3 bằng 1/3 cơ. Vậy sai tiếp. 1 lít nước được tạo ra từ 0,8 lít oxy. 1 lít nước này, oxy này, 1 x 5 chia 4, 5/4, 0,8, sai. 1 lít oxy tham gia phản ứng, 1 lít oxy tham gia phản ứng thì tạo ra 1 x 3 chia 5, 0,6 lít carbonic, đúng. Đáp án đúng, đáp án dề. Ui rồi, làm phê không? Đề của thầy dã man lắm các em ạ. Một đề của thầy nó kinh khủng và kinh điển lắm. Đúng không? Mình sang câu tiếp theo nhé. Mình sang câu tiếp theo, câu số 49 nào. Các em nhanh tay comment đáp án vào trong video live stream này. Câu 49. Hợp chất X có công thức phân tử C5H12 cho X tác dụng với clo điều kiện thích hợp thì thu được một dẫn xuất. Câu này trùng rồi. Một dẫn xuất mono clo duy nhất khi và chỉ khi nó đối xứng cao nhất. Và đối xứng cao nhất thì chỉ có anh này thôi. Và anh này là gì? 2,2 dimethyl propan. Dễ. Ok. Sang câu 50. Câu 50 nào các em. Liên kết đôi của một liên kết sigma và một liên kết pi, liên kết nào bền hơn? Liên kết đôi gồm một liên kết sigma và liên kết pi. Chỗ này thầy nói quá nhiều rồi nhỉ. Thằng pi luôn luôn kém bền hơn thằng sigma. C. Đấy. Câu 51. Trong các ancan đồng phân của nhau thì chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Úi dồi ôi, câu này hay dễ sợ luôn. Câu này hay, câu này phải gọi là cực kỳ hay luôn. Không biết bạn nào trả lời đúng được câu này. Có bao nhiêu? Nào, trong tất cả các bọn alpha đồng phân của nhau thì thằng nào có nhiệt độ sôi, đúng không? Đồng phân chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Úi dồi ôi, câu này mà bạn nào mà trả lời được thì thầy đánh giá là giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Nào, anh nào, 51, đồng phân nào nhỉ? Trong tất cả các can đồng phân của nhau thì anh nào có nhiệt độ sôi là cao nhất? Ui dồi ôi, hay dễ sợ luôn. Nào,
Anh nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Thầy vẫn đang chờ đợi các em. Trong tất cả các ăn can đồng phân thì anh nào có nhiệt độ sôi cao hơn? Mình vẫn biết là nhiệt độ sôi thì tăng dần theo phân tử khối, đúng không? Mình vẫn biết điều đấy. 51. Nhiệt độ sôi cao nhất, nhiệt độ sôi cao nhất là đại lượng đặc trưng cho khả năng mà đẩy nó lên bên trên, đúng chưa? Thì nó phải là thằng nào? Đồng phân nào? Két ăn can à? Không. Iso ăn can à? Không. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất à? Hay đồng phân mạch không phân nhánh? Đấy, tranh cãi rồi. Tranh cãi nhiều lắm, thầy biết mà. Phần này là mệt mỏi lắm. Anh nào? Anh nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Nhiều bạn mệt lắm. Anh có nhiệt độ sôi cao nhất là anh mà khó bay hơi nhất. Anh mà khó bay hơi nhất thì phải là anh đồng phân mạch không nhánh B. Được chưa? Đúng rồi. Oh, sorry, nhầm. Đồng phân mạch. À đúng rồi, đồng phân mạch không nhánh, chính xác. Câu 52. Cracking N-butan ở điều kiện thích hợp thu được sản phẩm hydrocarbon là N-butan nhé. Butan đây, N-butan đây. Anh này. Cracking thì có thể thu được CH4 và C3H6 cơ. Loại. Loại. Không có đúng không? Cracking thì không thể C4H8 được. Hoặc là đây, cracking là bẻ gãy mạch carbon. Vậy thì đáp án đúng mình là B, C26 và C24. 53. 53 nào các em. 53. Hydrocarbon X có công thức phân tử C5H12. Câu 53. Hydrocarbon X có công thức phân tử là C5H12, tác dụng với clo tạo ra được 3 dẫn suất. Câu này thầy nhớ thầy vừa trước rồi đúng không? 3 dẫn suất mono clo đồng phân nhau thì nó là anh nào nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? Chụp đối xứng này. 1, 2, 3, 2, 1. Vậy phải là anh nào? Penta. B. Bỏ. Câu 54. Một công thức phân tử của một hydrocarbon M mạch hở. Giá trị của N là... Ui câu này khó thế. CXH2X cộng 1. Đây công thức phân tử mà lại thuộc dạng là CXH2X cộng 1 tất cả N lần. Thế mình lưu ý tí nhé. Mình lưu ý tí. Hiện tại này, bên trong này này thì anh này nó đang là một số lẻ. Thầy tìm phân tử khối nhé. Phân tử khối là 12X cộng với 2X cộng 1 thì bằng 14X cộng 1. Đúng chưa? Tất cả bọn này nhân N này. Tất cả bọn này nhân N. Thế thì 14X cộng 1 nhân N. Thế ở bên trong này 14X đang là một số lẻ. Vậy bắt buộc N mình phải là một số chẵn. N phải chẵn. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì N phải chẵn thì phân tử khối nó mới là chẵn. Bởi vì phân tử khối của một phân tử hợp chất hữu cơ chỉ gồm carbon và hydro thì luôn luôn là một số chẵn. Thế N chẵn thì mình loại 3. Đúng chưa? Thế giờ mình thử thằng 2 trước. Nếu là 2 thì này công thức phân tử là CXH2X cộng 1 tất cả 2 lần. Hay viết lại là C2X H2X cộng mấy? Cộng 2. C2X H2X cộng 2 thì bây giờ là thầy đặt lại 2X thành A đi thì mình sẽ A H A cộng 2. Đâu? H4X H2A cộng 2. Anh này giống với lại CN H2N cộng 2. Vậy đáp án đúng của mình nó phải là C2. Ok, M á. M thì chắc là do mạng rồi các em ạ. Không phải do thầy. Thầy đang cố gắng bằng mọi cách làm đường truyền mạnh nhất cho các em. Câu 55 giờ nét lại rồi đúng không? Câu 55 nào. Phản ứng tách butan có xúc tác cho sản phẩm nào sau đây? Đây là phản ứng tách ấy. Butan 500 độ C thì tách thì nó có thể là dehydro. Được anh này, được. Cũng được anh này. Và cũng có khả năng được anh này. Dehydro, cracking đều được. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Câu 56 nào. Từ CH4 các chất vô cơ và điều kiện có đủ có thể điều chế các chất nào sau đây? Đấy, năm 87 bạn đang theo dõi video livestream đấy, nhanh tay giúp thầy share lại video livestream về tường nhá. Xong rồi là tag tất cả các bạn của các em
vào trong video live stream của thầy. Đấy, như vậy là các em đang giúp thầy có thể tiến lại gần hơn với tất cả các bạn đang học hóa đuối đuối trên cả nước. Vậy, được 220 xe, nhưng mà lượng bình luận thì hơi bị ít. Hello, các em thử bình luận xem nào. Câu 56. Câu 56 nào, đáp án gì này? Thầy chờ đợi này. Câu 56 đáp án gì? Xem câu 56 đáp án gì nào. 56 đáp án gì? 57B. Không, thầy đang chờ câu 56 cơ. Mờ quá, bây giờ các em thấy nét chưa? Nét căng như Sony rồi chứ, đúng không? 56, từ CH4 có thể điều chất chế các chất nào đây? CH3Cl được, đúng không? C2H6 có thể điều chế. CH4 thì tạo thành C2H2 xong rồi được. C3H8 chắc chắn được, vì đáp án đúng là đáp án D cả ba chất trên. Câu 57 bắt đầu hơi khó nhỉ. Cracking N-pentan thu được bao nhiêu sản phẩm các hydrocarbon? N-pentan các em nhá. N-pentan này. Đây pentan đây. Một anh này. Đúng chưa? Cắt ở tay đây là hydrocarbon 2. Hai sản phẩm này. Được chưa? Tương tự. Nếu thầy cắt ở giữa đây thì thu được hai nữa. Hết chưa? Cracking mà. Đúng chưa? Cracking. Vậy thì vậy suy ra là N-pentan thì thầy thu được là 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? Đấy, nhiều bạn là tô 4. Nhưng hãy cẩn thận để thầy viết lại cho các em nhìn nhé. C5H10 thì mình có thể thu được là CH4 cộng với lại C4H8. Mình có thể thu được là C2H4 cộng với lại C3H. Đó, đây là C5H12. C3H8, đúng không? Mình hoàn toàn có thể thu được tiếp là C2H6 cộng C3H6. Vậy thì thu được 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrocarbon cả. Đáp án đúng của mình là sản phẩm nhé. Là 6C. Mình sẽ tiếp tục câu tiếp theo, câu 58. Dãy chất nào sau đây gồm các chất là đồng đẳng của metan? Dãy chất nào sau đây là gồm các chất là đồng đẳng của metan? Chú ý, đồng đẳng nhé. Đồng đẳng là hơn kém nhau. Hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2. Được chưa? Thế thì anh CH2 không phải. Metan phải là CH4, C2H6, C3H8, rồi đến C4H10 cơ. Vậy mình có C2 vứt, C2 vứt, đúng không? C6H, CH4, CH6, C4H10, C5H12. Đúng, đáp án đúng đáp án C. Ok. Câu 59. Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về tính tan của etan trong nước? Etan. Etan, Trần Ngân tốt, Phạm Đạt tốt, Nguyễn Ái tốt. Khẩn trương nào các em. Các em comment tiếp cho thầy đáp án câu 59 nữa nào. Mạnh mẽ lên nào. Hướng Thành tốt, đúng rồi, chính xác. Thầy lại là quay trở lại đọc tên ba bạn comment đầu tiên. Minh Đức tốt, câu 59, tính tan của etan trong nước. Tính tan của etan trong nước đó. Lục Trung Đức, 59A, không tan, chính xác. Hoàn toàn đúng, bạn Lục Trung Đức là bạn comment từ đầu đến giờ chúng đúng khá là nhiều đấy. Lục Trung Đức, 59A, đúng, chính xác. Ok, mình sang câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, câu số 60. Trước khi bước sang tối thứ 6 tuần sau, 21:30, thầy sẽ like sang phần An Ken kem nhá. Lưu ý nhá, 21:30 vào thứ 6, thầy sẽ like sang phần An Ken cho các em. Nguyên nhân nào làm cho các an can tương đối trơ về mặt hóa học? Nguyên nhân nào làm các an can tương đối trơ về mặt hóa học các em nhỉ? Đúng rồi em, nhiệt tốt. Nguyên nhân nào làm các an can tương đối trơ mặt hóa học các em? 60A, người ta Vũ tốt, Minh Đức tốt. Tiếp tục đi xem nào. Ngọc Nhật, JR tốt. Do phân tử ít bị phân cực đúng. Do phân tử không chưa liên kết pi đúng. Và do có các liên kết đơn bền vững đúng. Đáp án đúng mình là đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Wow. Hôm nay thầy rất là vui khi có thể giúp đỡ được cho rất rất nhiều bạn có thể học được bộ môn hữu cơ. Và thầy mong muốn rằng là các em có thể ủng hộ thầy thật nhiều hơn nữa. Các em có thể ra lớp bảo các bạn các em là vào 21:30. Ông Minh Mielin ấy, ông live stream về phần hữu cơ giúp đỡ cho tất cả các bạn học sinh lớp 11 trên fanpage. Các em nhớ
là bảo với tất cả các bạn mất gốc là hiện giờ nếu không học hóa hữu cơ đi thì cực kỳ bị nát hóa hữu cơ đấy, và rất khó có thể lấy lại được. Và thầy thực hiện chuỗi live này để giúp đỡ cho các em. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào tối 21 giờ 15 chứ. Tối thứ 6 hàng tuần. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.